Tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đồng bào dân tộc Lự sinh sống tập trung chủ yếu ở xã Bản Hòn, một bản của xã Bình Lư, một bản của xã Bản Bo. Đồng bào dân tộc Lự luôn thực hiện tốt việc bảo tồn các bản sắc văn hóa, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc mình, đó là nghề đàn lát. Dân tộc Lự chúng tôi ấy, về truyền thống đàn lát là nhiều cái loại đàn lát. Ví dụ hiện tại bây giờ thì cũng đàn lát lu cửa này, đàn lát dọ này, với là đàn lát cái dọ đeo mạ, đeo cỏ các thứ vân vân đấy. Là cái này là từ truyền thống từ ngày xưa các cụ thì gọi là đất nước mình chưa có điều kiện tần tạo cái cây cuối để làm cái dụng cụ cho người dân mình ấy. Cái nghề này là hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn lưu truyền, không thể cho mất được cái nghề đan lát này. Các sản phẩm này là thường thường là chúng tôi là vừa dùng vừa là trưng bày ở chỗ nào mà có chỗ khách du lịch người ta đến ấy, là bán cho khách du lịch người ta. Trải qua bao thế hệ, từ đời này sang đời khác, nhưng đồng bào dân tộc Lự, xã Bản Hòn luôn biết giữ gìn, phát huy tốt nghề truyền thống đàn lát của mình. Truyền dạy, nhắc nhở con cháu giữ gìn nghề truyền thống mà cha ông để lại. Từ đôi bàn tay chai sần, thô ráp, nhưng lại rất khéo léo, đã tạo nên những sản phẩm đàn lát đẹp mắt hấp dẫn. Những sản phẩm đó được tạo ra từ những cây trên cây nứa hay là những cây mây ở trên rừng, thể hiện sự sáng tạo khéo léo để có được những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân như cái giỏ bắt cá, cái lu hay đôi giỏ để gánh mạ, cắt cỏ. Vừa đan này vừa trả lời này. Mình thấy rất là độc đáo, bởi vì ngày xưa thì ông nội mình cũng làm nghề cũng đan đấy, nhưng mà đan rổ giá với sàng thôi. Còn ở đây mình thấy có những sản phẩm này rất độc đáo, mình cảm thấy rất là tuyệt vời và mình có thể mua một vài đồ về trang trí. Thế thì mình thấy là cái sản phẩm này rất là đẹp, nếu mà và nó thể hiện cái nghề tay nghề của các người dân ở đây rất là tinh tế. Và mình nghĩ là cái sản phẩm này nếu mà chúng ta phát triển cho nó một cái thương hiệu và cũng có thể là xuất khẩu với người nước ngoài, và họ rất là thích các sản phẩm mỹ nghệ của người dân. Đối với nghề đan lát của đồng bào thì trên cơ sở là cơ bản là các cái cụ cao niên đã có tuổi. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang thông qua các cái buổi sinh hoạt của thôn bản cũng như là các cái hội thi thì chúng tôi cũng tuyên truyền quảng bá tới các cái lớp trẻ cũng như là người dân giữ gìn những cái truyền dạy lại những cái nghề của đàn lát này. Thực hiện theo cái quyết định 1719 về phát triển các dân tộc miền núi thì hiện nay thì trong thời gian vừa qua thì Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng đã phối hợp với lại chính quyền địa phương thì cũng đã mở một cái lớp mà tại các bản về cái nghề đan lát truyền thống của đồng bào ở các bản. Thông qua cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã kết hợp giữa các cái nghệ nhân và lớp trẻ để cùng nhau để thực hiện cái nội dung này và để nhằm bảo tồn truyền dạy cho cái lớp trẻ thế hệ sau này. Và trong thời gian tới thì với cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với lại cơ quan có thẩm quyền thì tiếp tục mở những cái lớp truyền dạy để truyền dạy cho cái lớp trẻ về các cái nghề truyền thống của đồng bào. Với những nét độc đáo riêng có về văn hóa và nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Lự nơi đây đã tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, đồng thời góp phần làm đa dạng thêm sắc màu văn hóa của đồng bào dân tộc tỉnh Lai Châu.